Chiều ngày 12 tháng 11, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu để nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2021. Trong 10 tháng qua, xã Hòa Đông đã thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tốt trên một số lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 26 tỷ đồng, đạt 107% chỉ tiêu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 472 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt trên 5 tỷ 122 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hòa Đông đã đề xuất kiến nghị trong thời gian tới, địa phương cần vốn đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Nhiều công trình thủy lợi liên quan đến dự án điện gió gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Một số tuyến đường đã hư hỏng cần được đầu tư xây mới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Hồ Thị Cẩm Đào đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Đông đạt được về kinh tế xã hội trong 10 tháng qua, đồng thời ghi nhận và xem xét những ý kiến kiến nghị. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Hòa Đông cần tập trung chỉ đạo định hướng người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu mang lại sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường nâng chất các tiêu chí nông thôn mới để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương, nhất là những hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Có các cái dự án điện gió trên địa bàn, có người lao động ở bên ngoài. Cho nên cái này thì đề nghị các đồng chí cũng quản lý thêm về tuyên truyền, quản lý chặt cái người lao động, rồi tuyên truyền cho cái người lao động ý thức trong cái vấn đề phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và chúng ta đang thực hiện cái đợt tiêm vaccine, mà trong cái tình hình dịch bệnh nó diễn biến phức tạp như thế đó, thì tôi cũng đề nghị các đồng chí thì chúng ta phải có cái sự kiểm tra để đảm bảo cái vấn đề an toàn trong cái vấn đề tiêm chủng hiện nay. Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào đã đến khảo sát thực tế tình hình nuôi tôm công nghệ cao tại Hợp tác xã Hoàng Nghĩa, đến khảo sát tình hình xây dựng các trụ tua bin tại nhà máy điện gió Hòa Đông giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại xã Hòa Đông. Ông Phương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa chủ trì cuộc họp nghe các ngành và địa phương báo cáo về việc giải quyết các nội dung có liên quan tại nông trường 30 tháng 4 huyện Cù Lao Dung. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành và địa phương có liên quan. Vụ việc một số hộ dân tại nông trường 30 tháng 4 huyện Cù Lao Dung khiếu nại các nội dung liên quan đến việc thu hồi cấp lại đất đai cho người dân tại nông trường 30 tháng 4 trước đây chưa thỏa đáng. Việc tính lãi suất đền bù chưa rõ ràng nên yêu cầu lãnh đạo các cấp thực hiện đúng. Vụ việc này đã được Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ công tác làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, trực tiếp rà soát và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng kiểm tra tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết các vụ việc khiếu nại. Sau đó, đoàn đã đưa ra các kiến nghị về vụ việc trên để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và giải quyết theo quy định của luật đất đai. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thành lập tổ công tác để các đơn vị địa phương có liên quan tra soát giải quyết vụ việc này. Sau khi nghe các đơn vị và địa phương báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện, ông Vương Quốc Nam đề nghị các đơn vị địa phương tổ công tác phối hợp tiếp tục tích cực tham gia rà soát xem xét vụ việc một cách sâu sát, chi tiết, liên tục theo dõi vụ việc, đề xuất các giải pháp giải quyết vụ việc, làm sao để mang lại lợi ích cho người dân mà vẫn phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.